xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống. Ngày 28 tháng 5 có những tin đáng chú ý như sau. Nghiên cứu chế tạo ra sợi từ chất nhầy của cá hagfish. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ mới đây đã tìm ra công nghệ mới nhằm chế tạo những sợi vải, sợi protein có thể gắn trực tiếp lên mô sống từ loài cá hagfish. Hagfish là loài cá sống dưới đáy biển sâu, tồn tại hơn 300 triệu năm. Đặc điểm nhất là ở loài hagfish là toàn thân chúng được bao bọc bởi chất nhờn do chúng tự tiết ra mỗi khi gặp nguy hiểm. Chất nhờn này có thể khiến cho kẻ thù của cá hagfish bị ngạt thở và tử vong. Ở mỗi bên cơ thể của hagfish có khoảng 100 tuyến nhầy. Khi những cá săn mồi vừa mở miệng đớp cá hagfish, thì chất nhờn trên da cá lập tức tràn vào miệng kẻ thù. Chất nhờn này rất bền bỉ khi kết hợp với nước biển, keo protein sẽ cuộn chặt với nhau, tạo ra một độ đàn hồi lớn. Khi được chế tạo thành sợi, những sợi này sẽ có độ dai và bền hơn nylon gấp 10 lần. Tìm hiểu về chiếc đĩa ăn giúp cắt giảm calorie. Thái Lan là một nước có tỷ lệ mập phì cao thứ nhì ở Đông Nam Á. Nguyên nhân chủ yếu là các món ăn của đất nước này tuy rất ngon miệng nhưng lại chứa nhiều dầu mỡ. Vì người dân Thái Lan thường như không có ý định thay đổi thực phẩm mà họ ăn hàng ngày theo cách có lợi cho sức khỏe, nên Tổ chức Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Thái Lan và BBDO Bangkok đã quyết định tìm ra cách để giải quyết vấn đề trên. Họ đã đưa ra sản phẩm mới có tên Absorb Plate, được lấy cảm hứng từ bề mặt của những miếng bọt biển và bao gồm những lỗ nhỏ cho phép dầu mỡ từ các món ăn lưu lại ở đáy dĩa. Absorb Plate có tới 500 lỗ nhỏ và mỗi lỗ như vậy có thể chứa khoảng 0,014 ml dầu mỡ. Đĩa Absorb Plate có thể hút được khoảng 7 ml dầu, tương đương với 30 calorie trung bình cho mỗi bữa ăn. Microsoft công bố sản phẩm Surface Pro 4 mới siêu mỏng. Đầu tháng 4 vừa qua, Apple đã giới thiệu chiếc MacBook mỏng nhất của mình từ trước đến nay. Với độ dày chỉ 12,1mm, tuy nhiên, nếu đặt MacBook bên cạnh chiếc iPad Surface Pro 4 vừa mới ra đời của Microsoft, thì chiếc MacBook mới của Apple vẫn phải xấu hổ vì danh hiệu siêu mỏng của mình. Với độ dày chỉ 8,4mm, kể cả bản lề, chiếc Surface Pro 4 mỏng hơn MacBook mới đến 35%. Hiện được biết Apple đang nỗ lực cạnh tranh về độ mỏng của các sản phẩm iPad với Microsoft. Chúng ta sẽ biết rõ hơn khi chính thức cầm trên tay một chiếc Surface Pro 4 hay MacBook mới trong vòng 6 tháng tới. Theo thông tin từ hãng BCC, giá trị thị trường toàn cầu cho công nghệ iPad và iPhone đã tăng từ 382 triệu Mỹ Kim vào năm 2004 lên 1,5 tỷ Mỹ Kim vào năm 2012 và theo dự đoán sẽ đạt đến gần 2,9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2018. NASA công bố những hình ảnh chi tiết về sao hỏa. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA công bố những bức hình chụp cận cảnh sao hỏa vào ngày 22 tháng 5 vừa qua và cho biết sao hỏa đang ngày một tiến gần đến trái đất. Vào ngày 30 tháng 5 tới đây, quỹ đạo của hỏa tinh sẽ làm cho khoảng cách giữa sao hỏa và trái đất giảm thêm khoảng 400.000 dặm nữa. Đây là khoảng cách ngắn nhất giữa hai hành tinh trong vòng 11 năm qua. Vì vậy, trong ngày 22 tháng 5, cư dân trên khắp thế giới đã thấy sao hỏa sáng hơn mức bình thường từ lúc hoàng hôn đến buổi bình minh. Space đưa tin, độ sáng của hỏa tinh lớn gấp 7 lần sao Thổ và khoảng 17 lần so với sao Astars là sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Yết. Hiện tượng trái đất lọt vào giữa sao hỏa và mặt trời diễn ra theo chu kỳ 26 tháng. Tới năm 2018, sao hỏa sẽ tiếp tục tới vị trí gần nhất với địa cầu. Phi hành gia chia sẻ hình ảnh sét đánh trên trái đất được nhìn từ không gian. Những tia sét xuất hiện từ trên bầu trời là điều hầu hết chúng ta đã từng nhìn thấy. Tuy nhiên, những tia sét này sẽ trông như thế nào nếu được nhìn từ không gian? Ngày 20 tháng 5 vừa rồi, CNN đã công bố thước phim mà phi hành gia người Anh Quốc là Tim Peake, người đang làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS vừa chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình, một đoạn video thâu lại khoảnh khắc những tia sét trên trái đất được nhìn thấy từ trên không gian.
Thước phim được thâu lại trong khi trạm vũ trụ ISS đang di chuyển trên vùng không gian từ Bắc Phi đến Thổ Nhĩ Kỳ và được dàn dựng theo kỹ thuật time-lapse. Trong đoạn phim, khi nhìn từ không gian, những tia sét đã lóe như những chiếc bóng đèn chớp trên bầu trời khí quyển của trái đất, tạo nên những hình ảnh hết sức ấn tượng và đẹp mắt. Khả năng săn mồi của loài sâu Burbit nơi đại dương. Một dạng động vật thủy sinh thuộc lớp Polychaete, cư ngụ ở đáy đại dương, có tên khoa học là Urnes aphroditos, là loài vật được biết tới lâu nay không chỉ bởi bề ngoài vô cùng đáng sợ, mà chúng còn có khả năng săn mồi trong nháy mắt, làm cho con mồi không kịp trở tay. Sâu Burbit có chiều dài khoảng 6 feet. Lông của loài sâu này rất độc và có thể làm tê liệt thần kinh con mồi. Khi săn mồi, chỉ 1/10 cơ thể của chúng sẽ nhô lên bề mặt cát. Miệng của sâu Burbit luôn ở tư thế mở ra để sẵn sàng nuốt chửng những con mồi bơi ngang qua. Năm 2009, một con sâu Burbit khổng lồ đã được tìm thấy ở hồ cá công cộng ở Blue Reef thuộc Newquay, Cornwall, Anh Quốc. Nó được phát hiện sau một thời gian đàn cá trong bể bỗng biến mất hàng loạt. Búp bê Mickey Mouse mang chữ ký của Walt Disney sắp được đem ra bán đấu giá. Những món kỷ vật quý giá vốn từng gắn bó với sáng lập viên của công ty giải trí Walt Disney theo dự trù sẽ được mang ra rao bán vào tháng 6 năm 2016 trong khuôn khổ của phiên đấu giá mang tựa đề The Collecting Disney Auction. Chương trình hiện đang được ấn định diễn ra tại phòng triển lãm Van Eaton ở thành phố Los Angeles thuộc miền Nam tiểu bang California. Nổi bật nhất trong số 700 món đồ ý nghĩa chính là con thú nhồi bông Mickey Mouse do đích thân ông Walt Disney làm ra. Con búp bê này cao khoảng 1 feet và được dự đoán sẽ mang về từ 50 đến 70 ngàn Mỹ Kim. Bên cạnh đó, bộ bàn ghế của Walt Disney dùng để làm việc cũng sẽ được đem ra bán đấu giá với mức dao động từ 60 đến 80 ngàn Mỹ Kim. Cuối cùng là bản thảo in lời hát của nhạc phẩm đầu tiên về chú chuột Mickey Mouse cũng được ước tính mang về từ 15 đến 20 ngàn Mỹ Kim. Ban tổ chức ngoài ra còn cho biết, trước khi mang ra bán đấu giá, tất cả những kỷ vật này sẽ được mang đi triển lãm trước công chúng trong suốt thời gian từ ngày 25 tháng 5 đến 17 tháng 6 tới đây. Tạp chí thời trang Vogue kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Vào ngày 23 tháng 5, tạp chí thời trang Vogue đã tổ chức một ngày hội long trọng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ở London. Trong số quan khách tham dự vào ngày lễ kỷ niệm, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng điện ảnh giải trí như các tài tử và người mẫu Twiggy, Cheryl Fernandez, Virginie, Demi Moore và Lara Stone. Hầu hết các quan khách tại buổi lễ đều cho rằng tạp chí Vogue đã ảnh hưởng lớn và rất nhiều tới khuynh hướng thời trang của mình. Đôi vợ chồng nam ca sĩ Kanye West và vợ là diễn viên Kim Kardashian cũng đến tham dự và được nhiều chú ý vì Kim Kardashian vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue số xuất bản ở Úc. Riêng tạp chí Vogue số xuất bản ở Anh lần này lấy hình nữ công tước xứ Cambridge, tức công nương Kate, làm hình bìa. Thành phố Chicago kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt bộ phim Ferris Bueller Days Off. Cuối tuần vừa rồi, thành phố Chicago đã mở một ngày hội kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt bộ phim nổi tiếng Ferris Bueller's Days Off, quay ngay tại Chicago. Hàng mấy trăm người ở Chicago yêu thích bộ phim nói về cậu thanh niên Ferris Bueller với đủ trò ngộ nghĩnh trốn học đi chơi với bạn bè trong trung tâm thành phố Chicago đã đến tham dự ngày hội đặc biệt này. Trong ngày hội có rất nhiều trò chơi lấy ý tưởng từ các tình tiết trong phim, làm khán giả thích thú và các tài tử từng đóng phim cũng tới chung vui với mọi người. Điều thú vị là sau khi đóng vai cha mẹ của cậu thanh niên Ferris Bueller trốn học, thì hai tài tử đóng vai cha mẹ cùng kết hôn ở ngoài đời. Phim Ferris Bueller's Days Off do đạo diễn John Hughes viết kịch bản và thực hiện, ra mắt năm 1986 và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm đó. Sau này được đưa vào viện lưu trữ những bộ phim hay nhất. Chương trình Saturday Night Live tạm dừng cho tới trước ngày bầu cử. Chương trình Saturday Night Live sẽ phát hình buổi cuối cùng vào tối 28 tháng 5 và sau đó tạm ngưng cho tới trước ngày bầu cử tổng thống năm nay.
Khán giả sẽ không còn được xem những tiết mục xuất sắc của các diễn viên đóng giả vai những ứng cử viên tổng thống như Kate McKinnon giả làm Hillary Clinton, Daryl Hammond giả làm Donald Trump, Larry David giả làm Bernie Sanders. Chương trình Saturday Night Live sẽ bắt đầu trở lại vào khoảng một tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu. Nữ diễn viên Kate McKinnon cho biết được đóng vai bà Hillary Clinton là điều thú vị nhất trong cuộc đời. Còn bà Hillary Clinton thì tuyên bố trên trang Twitter rằng nếu bà đắc cử tổng thống thì khán giả sẽ được xem Kate McKinnon giả dạng trong suốt 4 năm sắp tới. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chương trình sẽ được trở lại phần tin giải trí ngay sau ít phút thương mại.